Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Quỳnh Đức Một Vlog hôm nay nha. Để nói đầu tiên Quỳnh Đức Một Vlog gửi đến cô chú anh chị em bạn bè gần xe lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Hôm nay hai anh em đi chài cá dính được mấy con cá lau kiến, được con cá siêu lau kiến siêu to khổng lồ luôn mọi người. Đó, đỡ cái dĩa và không hết cái dĩa nên mình phải quay cá nó cong lại nhầm dĩa mì xào omachi. Tương ớt siêu cay siêu ngon nha. Mời cả nhà ăn với mình nha. Không có yêu mến kênh Quỳnh Đức Một Vlog cho mình một like, một share, một đăng ký, nhận chuông thông báo đón xem video tiếp theo mọi người. Rồi, bắt tay vào ăn thôi. Mời cả nhà ăn nha. Mời mọi người ăn nha. Đây, gắp ra. Đây là chén muối ớt siêu chanh siêu cay siêu ngon. Nồi tới là nó đã chảy nước chảy rồi mọi người. Tay ngon. Chúc là đây này em trai. Béo quá, béo quá. Đây là em trai của mình là Cameraman bất tử. Trai của em bất tử. Đó, hồ thanh trọng nha mọi người. Wow, con cá lục kiến rồi, thịt ngon quá. Thịt nạc rồi. Đây, trời ơi. Quá đã luôn. Chua chua cay cay thật thơm ngon béo ngậy, nó dai chừng sới luôn. Dai ngon, nó dai còn hơn thịt gà mọi người, nó ngon luôn, nó ngọt lắm mọi người. Nhưng mà mọi người chưa từng ăn con cá này nha, là cá này người ta gọi là, có người thì kêu bằng cá gai, tại vì cái vỏ nó gai rất là nhiều, mà mình sơ ý không biết chụp vô là bị cái gai nó cọ quẹt mình xước tay thôi. Còn có người gọi là cá lau kiến, không là cá chùa kiến. Cá lau kiến, có người gọi là cá chùa kiến đúng không mọi người? Nó có nhiều tên quá. Thôi ăn đi. Đến mũi à. Điều lắm, điều lắm. Đúng đã. Nhức nát luôn mọi người. Quá. Đâu lấy lộn trước để mình đi lấy cái ngon lắm. Con cá mẹ và những chú cá lau kiến con luôn. Ăn con cá siêu to khổng lồ đi. Ok ok. Tại vì con nào thấy nó cũng ngon hết á. Con nào cũng ngon hết trơn, có con nào mà không ngon. Béo quá. Ra. Đợi mình tí xíu. Người mới nhập học thiếu nước tương nãy giờ quên nước dạy thế ớt hai chớt nè mọi người. Béo quá, cầm nó béo, nó dài thơm ngon, nó ngọt cực kỳ lắm mọi người. Cái loại cá này là cá không phải cá nuôi, cá thiên nhiên mình chạy ở trong bắt gốc rồi sớm, nổi là lộn, như giăng lưới, cá này mình giăng lưới, dính, đâm lủng cái lưới mọi người. Mà nhờ nó gai nhiều quá nên nó dính lưới lại, trong phần nó đi
nó mà chân như mấy con cá chê hay là cá lóc là nó đi vậy đó mọi người. Cái con này xui thôi, xui thôi. Tại nó mình hên thôi. Đúng rồi. Không. Không. Nhưng mà hên hay không cũng phải lên dĩa. Ừ. Đại của mình ăn hết trơn trái ớt siêu cay siêu to luôn rồi mọi người. Rồi. Cái da nó ra mình ăn được, da nó rất là cứng, da nó rất là cứng, da nó lại có gai nữa. Cái da sần sùi nó ra rồi thịt không luôn, thịt rất ngọt và ngon. Là đấy, nhất đấy, ok. Nhất. Ui, bự quá. Đi nè. Đây. Cá này nè, mọi người ăn mà có dính tay nha. Nó lấy khăn mà chùi á, đừng có lấy giấy nha. Cái giấy chùi là nó sẽ dính giống như keo dính vô tay mình vậy đó, gỡ rồi nó dính giống như là mình ăn chân gà mọi người. À đúng vậy đó. Ôi mà kiềm ngon quá. Mày xào ô mà chi rất ngon. Sốt cà chua nữa. Mình quảng cáo mì Omachi cho công ty Omachi. Công ty mì Omachi. Mẹ ăn thịt đi, đưa cái đầu để ăn cái đầu. Đầu nó béo lắm. Đó, thịt đó mẹ ăn đi. Béo quá gì? À, cái đỏ đỏ. Béo ngại luôn. Mà anh này lại dính đi. Cực kỳ không? Gàn nó đúng không? Không phải. Nó ngon thì gan là cái huyết lòng của con heo ở trong cái lòng ngực con heo á. Béo ngại luôn.
Còn mấy con cá con chưa ăn hết nhìn à, sớm với mấy cá kia nữa, nhưng mà mình cho mẹ của Thanh Trọng mấy con và với dì ba một mớ rồi mọi người, còn mình chỉ lấy lại mấy cá kia mình ăn thôi. Lúc mình làm mình rửa cho thiệt là kỹ cho sạch nó. Gà thiệt béo nữa. Đi chan thịt gà vậy. Cái con cá này như cái thịt mà cho cái đùi của con gà đó. Dày. Lên chương trình luôn. Trai mình nó ăn cá ngon nhưng mà nó sợ dơ tay. Tiếng gọi của bà tử nó ngon quá, nữa đi nữa đi. Đây dặn đi con. Còn chưa chưa. Thịt nhập chán luôn. Miếng thịt bự mình ăn rồi những miếng thịt nhỏ nó còn rớt lại. Lấy không sạch, lấy không sạch. Ui, nguyên miếng luôn. Đây chỉ là tình gian lấy không sạch đi, còn nguyên miếng thịt luôn.
đơn giản nhưng quá ngon. Ngon hơn ăn ở nhà hàng đó mọi người. Này có thể gọi là ngon hơn cái món này. Anh hùng nằm trên biển lửa. Hết mạnh quá, nó chạy vô sập. Chưa kịp nuốt nữa, nó chạy vô mất tiêu mẹ. Nhớ cái mày đi. Đây, cái này là người ta kêu bằng ăn hết nồi ngồi củi đít nè mọi người. Người ta là ăn coi nồi ngồi coi hứng luôn, còn hai anh em của mình là ăn hết nồi ngồi củi đít luôn. Ngon quá không có tưởng là nổi. Cá lóc kiến hồi nãy đó là siêu to luôn mọi người. Cá lóc kiến này chắc cả khoảng ký 2 ký 3 to vậy đó. Nhưng mà có cái là cái vỏ ngoài nó nặng quá. Thịt ở trong nó cũng vừa đủ. À, đến đây video cũng sắp kết thúc rồi. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Các bạn mến kênh mình Đức Một Vlog cho mình một like, một share, một đăng ký, nhận chuông thông báo để xem video tiếp theo mọi người. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.